mua của người chán bán cho người cần. Đó là cái trường hợp này. Chắc mình cũng sẽ làm theo giống như cái ví dụ như vậy, để cho những anh chị em mà kinh tế ít có thể tiếp cận được. Tại vì nhiều khách hàng người ta mua xong rồi thời gian người ta nhờ thâu lại thì mình không có thâu. Tại vì khi thâu vô mình phải rã nát ra, vệ sinh đâu đó lại hết, rồi bắt đầu phải có đóng pin mới, chế độ bảo hành mới hết. Giá thành gần như có 50% sản phẩm của khách hàng, người ta cự nợ rất nhiều. Và mình có sáng kiến là không thâu, nhưng sẽ là trung gian để cho người bán và người mua tiếp cận với nhau. Và về kỹ thuật, chẳng hạn như chỉnh sửa, bảo hành thì mình sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Tại vì mình bán sản phẩm cho người ta mà ha. Nhưng mà giao dịch thì sẽ là người bán và người mua giao dịch trực tiếp. Nhưng mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Chẳng hạn như trường hợp này thì ông anh này ông mua chiếc xe này 2 năm. Con này là thời điểm anh mua là chiếc xe Yamaha đời cao nhất hiện nay nha anh chị em. Anh chị em thấy cục pin là anh thấy thế rồi ha. Nói là dòng Natura mà đời cao nhất. Anh mua thời điểm đó trên dưới 10 triệu gì đó không nhớ nữa. Thì anh đi 1 năm, ảnh chán rồi, bắt đầu ảnh lên tay ga. Ảnh quay qua ảnh nhờ lắp giùm tay ga cho ảnh. Nói chung có tiền mà thì có quyền, một cái xe đời cao nhưng mà vẫn phá ra lên tay ga. Xác xe đời cao nha anh chị em lưu ý nha, phá ra lên tay ga, chạy tiếp 1 năm nữa. Bây giờ chán rồi, thấy mình xe mình đăng thì quay qua đổi, mình nói không có đổi. Mình đã bán xe cũ rồi mà còn thâu xe cũ vô nữa, cũ mà cũ hơn nữa thì mình không có đổi. Và anh nói là thôi, anh cứ kiểm tra tổng thể lại hết, anh đăng giùm tôi. Nói ok, tôi sẽ đăng cho anh và anh sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng luôn. Ai mua thì cứ liên hệ với số điện thoại này của anh luôn, không phải qua tôi nữa. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi sẽ đứng ra cửa giữa trung gian cho anh. Cái số điện thoại của anh Thanh, có nghĩa là anh Thanh này anh mua xe mình, anh đi 2 năm đổi chiếc khác. Nhưng mà mình không thâu nha, đặc biệt mình không thâu lại. Nhưng mà ông anh cũng đi kỹ, đổi chiếc khác, tôi để đây, anh cứ quay anh bán giùm tôi. Anh chị em hiểu ý vấn đề không? Nghĩa là cho hai bên làm việc trực tiếp luôn, mình sẽ là trung gian. Về vấn đề kỹ thuật thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Những gì mình cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm với anh em. Đó là vậy. Và cái thời điểm anh đi là anh đi cục pin 13 ampe lần nha anh chị em. Pin của anh rất là lớn. Những cục 13 như anh chị em thấy rồi, pin mới 100%. Thì chiếc xe này đã 2 năm rồi, pin mới 100% thì chưa hề gặp vấn đề gì hết. Và nếu mà không lầm, nếu mà anh chị em nào về cứ sử dụng đúng như kỹ thuật như ông anh này sử dụng, anh em ít nhất phải đi được hơn 2 năm nữa. 2 năm hoặc hơn 2 năm nữa. Tại vì 4 năm đến 5 năm mới gặp vấn đề về pin lithium này. Pin trong này là pin lithium nha. Và con này là con Yamaha Bass Natura đời cao. Thì cục pin nằm đây thì anh chị em thấy rồi, cái lốc máy tròn nhỏ thì cũng thấy rồi. Anh đổi dòng xe 36V mạnh hơn con này. Thì có tiền thì có quyền thôi. Bộ phận số quyết định được nhanh chậm, bộ phận tay ga. Anh chị em thấy nè, 2 năm mà xác xe không hề nhúc nhích lung linh gì hết. Vỏ ruột zin, niền thép không rỉ, đồ còn sáng trưng hết. Mình chỉ cần rửa sơ cái là tự động sáng trưng lại hết. Đèn phía trước sáng cực kỳ, một led một thôi. Dè zin, càng thắng nhôm, khung sườn nhôm, có chế độ khóa cổ luôn nè. Anh chị em coi đồ còn sáng trưng hết. Khóa bánh sau nè, tự động khóa cổ lại luôn nha. Mở bánh sau nè, tự động mở cổ. Đó là chức năng của dòng Yamaha đời cao, yên zin.
ba ga zin, dè zin, đùm ba số, sáng chân hết rồi, mới chắc vậy mà vẫn đổi. Nhiều người họ kỳ lắm, họ thích là họ chịu họ chơi hết à, xe còn mới chắc vậy mà cũng đi đổi. Nền thép không rỉ, cầm inox, vỏ rục zin và đèn cảm ứng về đêm ha, rung lắc chuyển động mới nháy thôi. Và riêng trong xe này là cục pin 13A nha, thì mình vẫn vô chế độ bảo hành cho khách hàng là 3 tháng, thay vì pin mới 100% thì mình sẽ bảo hành 6 tháng của mình bán ra, nhưng mình đứng trung gian mình sẽ chịu bảo hành cho 3 tháng pin này. Thời điểm anh mua là mới 100% đó, thì tất nhiên rồi thì anh chị em mua được, người bán chán thì mình mua vậy thôi, người ta đổi xe mới. À, số 1 vẫn là một chiếc xe đạp nhanh hơn, tăng số 2 chân nặng xe nhanh, tăng tiếp số 3 chân nặng xe nhanh nữa, trả về số 2 là trung bình. Và những con này thì nó khỏe khỏi bàn rồi, hai nấc là có đèn ha, một nấc thôi, đi bằng ngày, đạp vặn là cách này là bền nhất, đi xa nhất, đỡ hao pin nhất. Thích đạp thì đạp, thích vặn thì vặn, gặp chướng ngại vật thì cứ đạp vặn phụ nó, không bao giờ gặp vấn đề. À, 78kg là mình. À, chướng ngại vật nè, đạp, vặn, phụ, lèo láng hết. Hầm chung cư, cầu vượt, không nghĩa lý. Anh chị em nào có duyên thì gặp chiếc này và liên hệ trực tiếp với anh Thanh. Và vấn đề bảo trì như cam kết thì vấn đề chịu trách nhiệm về sản phẩm thì như đùm ba số nè, động cơ về nhông máy, động cơ là hoàn toàn không vấn đề gì hết. Còn về xác xe thì tình trạng xe thì mình cũng đã review cho anh em trực tiếp. Anh xài thời điểm đó nước sơn zin thôi, có những cái điểm chày cũng không có đáng kể, xe cũ mà, không đáng kể. Cặt te còn liền lạc cũng chưa bể gì nè, tăng sên tự động nè, còn mới chát. Thời điểm anh mua là cũng mắc, xe này còn mới chát, nhưng mà anh lại đổi một chiếc 36V động cơ mạnh hơn, đời cao hơn. Dừng có tiền là vậy anh em ạ. Còn anh em mình cứ không có tiền cứ lẹt đẹt. Còn anh em để ý những người có tiền họ chơi cho đã xong xuôi hết xe mà có chán rồi bán mua xe mới, chán mua xe mới. Anh em mình là dân lao động thì nó khác, không có giống như anh em có điều kiện. À, quên nữa, còn vấn đề sạc thì anh chị em mình sạc kinh xe luôn. Anh chị em mình sạc kinh xe luôn. 4 tiếng đến 5 tiếng mới sạc đầy cục pin này nha. Một là sạc trên xe. Còn không thích sạc trên xe thì anh chị em mình cứ tháo ra ngoài. Đem nguyên bộ về là sạc, sạc bất cứ nơi đâu. Và cái thời điểm sạc thì xe nó vẫn hoạt động bình thường được hết. Vẫn hoạt động bình thường, không liên quan. Cơ và điện, phần cơ phần điện nó không liên quan, độc lập với nhau. Rồi, số điện thoại của anh Thanh các anh em cứ giao lưu trực tiếp, không liên can gì vấn đề, đừng có sợ ăn cò ăn kèo, đừng có sợ gì đây hết, không có liên quan ha. Mình chỉ đứng nhiệm vụ cửa giữa trung gian cho hai bên thôi. Rồi, cảm ơn anh chị em ha.